Cái room này của thầy hiện tại nó đang bị về 40 phút rồi. Thế nên là các em mà bị out ra nhá thì các em cứ kết nối lại cái room này bình thường nhá. Nào, chúng ta đã mở hết được chưa nhỉ? Bạn Rồi nào ạ. mở được thì bạn ấy nhấn một lên cho thầy nhé, để thầy xem là các bạn mở được hết chưa. Bạn nào nhắn rồi thì thôi, bạn nào vừa nhắn bên trên rồi thì thôi nhé. Rồi, chúng ta cùng bắt đầu nhé. Thì cái việc các em tạo script thì các em biết cách tạo script rồi đúng không? Chúng ta cứ tạo một cái script mới tinh đi nhé. Nào, chúng ta tạo một cái script mới. Rồi. Vì là lớp hơi đông nên các bạn cố gắng nghe thầy nói nhá, nghe thầy nói, xem thầy làm. Sau đó thầy sẽ chỉ đủ thời gian kiểm tra một vài bạn thôi. Thế cho nên là các bạn cố gắng là trong quá trình các bạn học chưa hiểu chỗ nào thì các bạn nhắn lên chỗ tin nhắn đây nhá. Nhắn lên chỗ tin nhắn này. Trong quá trình thầy đang giảng ấy thì các bạn muốn phát biểu hay các bạn muốn hỏi ấy, thì các bạn nhắn ở trên này nhé, nhắn trên tin nhắn nhé. Chứ chúng ta không tự động bật mic lên thôi, các em tự động bật mic lên hỏi thì lại làm sao nhãng các bạn khác nhé, được chưa? Với cả thầy chỉ có đủ thời gian để hỏi, để mời một vài bạn share màn hình thôi. Thế cho nên là các bạn chủ động share màn hình nhé. Bạn nào chưa hiểu thì các bạn chủ động share màn hình. Đấy, bạn nào chưa làm được thì chúng ta chủ động xem màn hình. Vì là rất là nhiều bạn, nếu không thì chúng ta không đủ thời gian. Đấy, chúng ta vừa nhận một cái thông báo là chúng ta còn 10 phút đấy. Thì 10 phút nữa mà cái Zoom này nó bị out ấy thì các em cứ vào lại nhá. Hiểu ạ. Ok. Ở đây thầy đang có một cái đố các em biết cái khối này chúng ta tạo từ cái hình này của thầy đang tạo từ cái khối hình nào? Cái này chúng ta đang tạo từ khối hình này. Khối nào cơ? Là cấu trúc bị kéo mỏng xuống đấy. Đúng rồi, là cái khối hình trụ chúng ta kéo mỏng xuống. Nói đúng rồi đấy. Thì làm cái này thì đơn giản thôi, các em cứ tạo ra một cái khối hình trụ nhé. Đây, cái khối hình trụ lúc nào chúng ta tạo ra nó cũng sẽ nằm ngang như thế này đấy. Thì trước tiên chúng ta cứ scale nó ra để đạt được cái kích thước mà các em mong muốn đi. Đấy, ví dụ như này thôi đó. Được chưa? Thầy đã có một cái hình trụ và thầy scale được ra như này rồi. Bây giờ việc của chúng ta là làm gì ạ? Chúng ta sẽ cho nó mỏng xuống đúng không? Đấy. Nhưng mà các em kéo đến đây này thì các em sẽ thấy là cái khung hình của chúng ta nó bị hiện vàng lên như này. Có nghĩa là chúng ta sẽ không kéo được mỏng thêm nữa đúng không? Thì các em thấy ở bên property nhá. Các em thấy ở bên chỗ property đây này. Đây. Đấy, property này. Được chưa? Các em sẽ kéo xuống và các em sẽ thấy một cái là size. Cái chỗ transform này, chúng ta sẽ thấy là có size. Size được chưa ạ? Đúng chưa ạ? Size nhá. Size thì bây giờ trục x là màu đỏ. Các em thấy ở đây này, cái cục hình khối hình này của chúng ta này, trục x là màu đỏ. Đây, chỗ này nhá, cái trục x là màu đỏ này, thì có nghĩa là cái quả bóng màu đỏ này
để giúp giúp đang giúp chúng ta làm gì ạ? Sẽ giúp chúng ta làm dẹt cái hình này đúng không? Khi các em kéo cái trục màu đỏ này này, đấy, nó sẽ làm tăng giảm cái độ dày đúng không? Tăng làm giảm cái độ dày của khối hình này. Đó, thì chúng ta sẽ hiểu là ở đây chúng ta đang kéo quả bóng màu đỏ, thế thì cái chỗ trục x này nó đang màu đỏ này, có nghĩa là khi chúng ta thay đổi cái trục x, đây các em nhìn cái chỉ số ở đây này, cái chỉ số đầu tiên này nhé, cái chỉ số đầu tiên này chính là trục x, trục x đấy. Khi chúng ta thay đổi này, đấy, nó sẽ thay đổi theo này, được chưa? 8, 8, 7 này, xong bây giờ lên là 12, 8, 7 này, 15, 16, 8, 7 này, chúng ta giảm xuống này, đấy, chúng ta giảm xuống còn 1, 8, 7. Thì với thằng move này nhá, nó không cho các em kéo cái khối hình nhỏ hơn 1, nghĩa là độ dày kể cả hai cái chỉ số còn lại, nó cũng không cho các em kéo tay như thế này mà nó nhỏ hơn 1 được, chưa? Thì bây giờ chúng ta phải setup một cách setup bằng tay chứ không dùng cái tool kéo thả của nó như này nữa. Mà các em sẽ đi vào đây, các em chỉnh cái chỉ số đầu tiên này, các em chỉnh số chỉ số đầu tiên là 0.1, đấy, thêm số 0 và dấu chấm nhá, trước số 1 này này là chúng ta được cái 0.1 này, có nghĩa là 0.1, độ dày là 0.1 ạ, được chưa? Độ dày là 0.1, như vậy thì nó sẽ mỏng dính cho chúng ta này, đó, nó mỏng dính này, thấy chưa? Nó mỏng dính luôn này, đấy, thậm chí là các em mà cài 0.01 nữa thì nó còn mỏng thêm nữa. Ở đây đang 0.1 đúng không? Đây 0.01 này. Đấy, nó mỏng dẹt luôn đấy, mỏng dẹt luôn, được chưa? Mỏng dẹt luôn. Các em về thì các em chọn vào khối hình này, các em kéo xuống cái phần kéo con lăn chuột ấy ở chỗ property này, các em kéo xuống, các em sẽ gặp cái thằng size này, các em thử thay đổi cái chỉ số của nó đi, thay đổi ba cái chỉ số này, đừng làm mất dấu phẩy của nó nhé. Đừng làm mất dấu phẩy của nó. Thay đổi cái chỉ số ở đây thôi, thay đổi cái số này thôi. Xem là kích thước nó sẽ thay đổi như thế nào khi chúng ta chỉnh sửa cái đó nhé. Đó, và chúng ta dựa vào cái gì nữa ạ? Dựa vào cái này này. Dựa vào ba cái trục x này, y này, z. Nó tương ứng với màu gì thì cái quả bóng của chúng ta nó sẽ nó sẽ tương ứng với cái trục đó. Được chưa? Trục x là quả bóng màu đỏ thì ở đây x nó màu đỏ này. Đó. Trục y nó màu xanh lá thì trục y chúng ta màu xanh lá này. Đó, trục y chúng ta màu xanh lá này. Trục z sao? Trục z màu xanh lam đúng không? Thì cái quả bóng màu xanh lam này chúng ta sẽ thay đổi cái trục z. Cứ thay đổi trục z nhé. Đấy, thấy không? Chưa? Rồi. Bây giờ chúng ta đã thay đổi được cái kích thước của nó mỏng dẹt như này thôi, thì bây giờ chúng ta chỉ cần quay nó lại thôi. Quay nó lại này và dùng move để làm gì ạ? Kéo nó sát xuống mặt đất đúng không? Đó. Như vậy là nó đã sát xuống mặt đất rồi. Được chưa? Nó đã sát xuống mặt đất như này rồi, là chúng ta đã có một khối hình nó như kiểu cái một cái chỗ để nhân vật các em dẫm lên đấy. Đấy. Chúng ta sẽ sử dụng cái này nhá. Chúng ta sẽ sử dụng cái này trong cái chương trình game cuối khóa của các em đấy, để các em sử dụng những cái khối hình để chúng ta làm những cái gì ạ? Những cái chỗ đứng. Các em còn nhớ cái game nhặt táo của thầy không? Mà thầy có một cái tấm thảm để khi mà nhân vật game của chúng ta mà nó đứng vào cái tấm thảm đấy thì nó sẽ bán được táo ấy. Đó. Thì đây chính là cái ứng dụng của cái tấm thảm tròn này chúng ta tạo ra nhá. Đấy, bây giờ chúng ta đã có cái này thì chúng ta sẽ thay đổi chất liệu nó. Thay đổi chất liệu nó. Đó. Thay đổi chất liệu nó một cách bình thường thôi.
chưa? Rồi. Tạo ra khối hình xong, chúng ta sẽ có một cái script cho nó này. Chưa? Ta có một cái script này. Thì đầu tiên chúng ta sẽ học về hàm. Về hàm nhé. Hôm trước các bạn học về rẽ nhánh if else rồi đúng không? Hôm trước các bạn đã học về rẽ nhánh if else là nếu điều kiện ở trong cái cặp if là nếu điều kiện trong đây. Đó. Nếu cái điều kiện này nó đúng nếu cái điều kiện này nó đúng thì làm sao ạ? Thì nếu điều kiện này đúng nhá thì cái đoạn code ở bên trong này của các em nó mới chạy này. Ok. Cái property của em nó bị làm sao á? Em vào view này. Xong rồi em thấy cái property đây không? Mấy cái dấu gạch ngang với cả chữ y này. Em phải nhấn nó, click vào nó để cái bao quanh nó thành cái màu xám như này này thì nó mới hiện lên. Nó mới hiện nhưng cái nhưng mà cái ôi trời em ơi, Duy Anh bảo gì cơ? Nó copy của em không? Nó không copy, nhưng nó không như thế mà nó bị khác chỗ khác ạ. Kiểu khác là kiểu gì nào? Em share lên rồi. Em xem màn hình của em lên. Em xem màn hình của em lên. Em xem màn hình của em lên, chúng ta không có nhiều thời gian đâu. Gia này. Đây, em bấm vào cái chỗ để nó sổ ra. Đừng tắt đi như thế em ơi. Đừng tắt đi như thế. Vừa nãy nó bị lỗi. Bây giờ tự nhiên được rồi. Em có nhìn thấy cái dấu mũi tên đây không? Em bấm vào nha. Chỗ đầu dòng ấy, ở chỗ đầu dòng. Chỗ đầu dòng, trước cái chữ apparent ấy, trước cái chữ A. Trước cái chữ A của apparent. Đấy. Đừng để nó thu lại nhá. Em phải bấm làm sao để cho nó thả xuống hết các thứ ấy. Được chưa? Rồi nhá. Rồi các bạn, nếu mà bạn nào không có property thì các bạn nhấn vào view này, mở property lên nhá. Hôm trước chúng ta đã được học về if else rồi, if then này, if then. Nếu mà cái điều kiện này nó đúng thì chúng ta mới chạy vào code ở trong cái đằng sau cái vòng then này. Đấy, còn nếu mà nó sai thì nó sẽ không chạy vào đây. Về xem lại bài 6 nhá. Xem lại bài 6. Thế thì hôm nay chúng ta sẽ học cái hàm. Một cái hàm để chúng ta có thể gọi nhiều cái lệnh so sánh hoặc là một cái tổ hợp lệnh
hoặc là nhiều tổ hợp lệnh vào cùng một lúc đấy thì chúng ta sẽ gọi nó là hàm. Chưa? Chúng ta sẽ học về hàm này. Hàm hay trong lập trình chúng ta sẽ gọi là function. Function nhé. Thì nó sẽ để nó giải quyết if gen của em cũng là một câu lệnh này, print của em cũng là một câu lệnh này. Đó. Thì bây giờ chúng ta muốn nó sử dụng được nhiều lần. Đấy, và thêm nữa là gì ạ? Rồi. Bây giờ ấy, em muốn print, thầy sẽ cho 5 cái print đi. Bốn cái print như này. Đấy. 5. Nhưng mà bây giờ các em muốn in một lần nữa bốn cái số này. Các em muốn in một lần nữa bốn cái số này thì các em sẽ phải viết thêm một lần nữa đúng không? Các em sẽ phải viết thêm một lần nữa để nó in ra đúng không? Thế bây giờ thầy sẽ viết như này. Đấy, bây giờ thầy muốn in ra nó độ rất nhiều lần. Thì thay vì chúng ta phải viết lại 4 cái dòng in ra thì chúng ta chỉ cần đặt nó vào trong một cái hàm như này này. Xong chúng ta gọi đến nó thôi. Là nó sẽ in một lúc 4 cái dòng này ra cho chúng ta. Nào, bây giờ chúng ta thử chạy nhé. Thử chạy nhé. Rồi. Đấy. Đây, thầy sẽ in một cái nữa để chúng ta dễ nhìn nhé. Cuối này chúng ta cho print. Đấy. Đây là cái script của chúng ta nhá. Các em nhìn thấy 7, 8, 9, 10, 11 này. 7, 8, 9, 10 và 11. Đấy, cái dòng này là một một cái lần chúng ta chạy in ra 4 giá trị này nhá. Đấy, bắt đầu từ 13 đến 17. Đấy, 13, 14, 15, 16, 17. Lại một lần nữa chúng ta in ra. Nhưng mà chúng ta mất những gì ạ?
Chúng ta mất những 10 dòng để chúng ta in ra. Chúng ta mất 10 dòng gõ để chúng ta in ra cái gì ạ? In ra hai cái lần chuỗi này. Hai cái lần dãy số này. Đó. Nhưng mà ở đây nhá, ở đây thầy in ra tận 3 lần, nhưng mà thầy dùng có 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Đấy. Thầy in ra 3 lần mà thầy dùng 10 mới dùng có 10 dòng. Mà ở bên trên chúng ta in ra mấy cái thằng này chúng ta đã mất 10 dòng rồi. Đúng không? Đó. Chúng ta đã mất 10 dòng rồi, từ 7 đến 11 này. Đấy. 13 đến 17 này. Chúng ta đã mất những 10 dòng để chúng ta mới chỉ in ra được 2 lần cái dãy số đấy thôi. Còn khi thầy đưa nó vào cái gì ạ? Cái hàm như này. Thầy chỉ mất có 10 dòng là thầy in ra được 3 lần. Thầy mất 10 dòng thầy in ra được những 3 lần. Đấy. Thậm chí nhá. Bây giờ em mà muốn in ra cái gì ạ? Em muốn in ra một lần thứ 3 của cái thằng này mà không sử dụng hàm nhá. Không sử dụng hàm nhá. Thì chúng ta sẽ phải mất gì nữa? Thêm 5 dòng nữa này. Chúng ta in ra lần thứ 4 là chúng ta mất thêm 5 dòng nữa này. Thế nhưng ở đây nhá, thầy mất có gì ạ? Mất có 11 dòng là thầy đã in ra được 4 lần rồi. Mà ở đây chúng ta sẽ mất 20 dòng để chúng ta in ra 4 lần cái thằng dãy số này. Đó. Đây nhá, bây giờ thầy chạy cho các em này xem. Đó. Sang script này. Từ 7 đến 11 nhá. Từ 7 đến 11 đây là một lần. Rồi. 13 đến 17, 13 đến 17 này là một lần nữa. Là mới hai lần đúng không? Đó. 19 đến 23. À đây, 19 đến 23 là lần thứ 3. Và gì ạ? 25 đến 29. 25 đến 29 là lần thứ 4. Đó. Chúng ta mất những 20 dòng. Chúng ta mất những 20 dòng code để chúng ta code ra được 4 lần nó hiển thị cái này. Nhưng ở đây nhá, thầy chỉ sử dụng có gì ạ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Thầy mất có 11 dòng để thầy in ra 4 lần ở phía sau này. Đó. Thế thì các em thấy là nếu chúng ta sử dụng cái hàm ấy thì chúng ta sẽ thuận tiện hơn rất là nhiều đúng không? Khi chúng ta sử dụng để chúng ta giải quyết những cái khối lệnh lớn. Đấy, hoặc là chúng ta gọi là một cái tổ hợp lệnh. Nó có nhiều lệnh ở bên trong. Đó. Vậy bây giờ nhá. Bây giờ thầy sẽ tạo ra một cái hàm để chúng ta so sánh. Hàm để chúng ta so sánh. Ví dụ ở đây thầy có cái vòng if gen là a lớn hơn b thì print ra là a lớn hơn b. Được chưa? Print ra a lớn hơn b. Như vậy nếu các em nếu các em ở đây nhá, các em thay đổi cái số ở đây này. Nếu mà các em bây giờ các em muốn so sánh nhiều số với nhau chẳng hạn thì các em lại phải thay cái giá trị ở đây đúng không? Thay cái giá trị ở đây, ví dụ đây 6 7. Nếu mà số của các em đây coi như thầy không có hai cái biến AB luôn đi. Được chưa? Nếu bây giờ mà các em lại có thêm một cái số cặp so sánh nữa đấy là 7 8 chẳng hạn. Đây, các em lại có một cái cặp so sánh nữa là 8 và 9 chẳng hạn. 8 và 9 chẳng hạn. Đấy. Em lại có so sánh như này nhá. Thì làm sao ạ? Thì hoàn toàn là các em sẽ mất rất nhiều dòng code. Mất thêm rất nhiều dòng code và các em sẽ mất rất nhiều công để các em sửa các cái trị số này. Sửa các cái trị số này để nó so sánh đúng không? Bây giờ chúng ta hãy kết hợp với cái vòng if gen này và cái hàm của chúng ta.
Đó. Cái hàm thì xây dựng bằng cú pháp là function. Đây là tên hàm. Tên hàm là các em đặt, do các em đặt. Đó. Do các em đặt. Cho nên là các em sẽ đặt theo cái chức năng của cái hàm này các em muốn xây dựng nha. Đó. Còn bên trong cái ngoặc đơn này tí nữa thầy sẽ ai nói luôn. Bên trong cái ngoặc đơn này chúng ta sẽ truyền số vào cho nó để tí nữa nó thực hiện cái so sánh. Được chưa? Chúng ta sẽ truyền số vào hai cái thằng A và B này. Đó, và trong sau khi chúng ta xây dựng được cái thầy cứ gọi đây, tạm gọi đây là code đi nhá. Code đi. Tí nữa mình xây dựng cái gì thì mình sẽ bê nó vào. Được chưa? Và chúng ta cứ nhớ cái cú pháp này thôi. Các bạn có thể về xem lại video hoặc là chụp lại. Đó, chụp lại cú pháp này. Rồi. Sau khi các em đã tạo được đến nó rồi ấy thì các em phải gọi đến nó. Phải gọi đến nó. Ví dụ các em phải gọi đúng tên hàm nhá. Em phải gọi đúng tên hàm và các em sẽ truyền cái giá trị vào cho nó. Ở đây ví dụ nó có A và B thì có nghĩa là nó có hai giá trị đúng không? Hai giá trị cần phải truyền vào. Và ở đây là gì ạ? Nó cách nhau bởi cái dấu phẩy này này. Nó cách nhau bằng dấu phẩy này này. Thế thì khi các em truyền vào thì các em cũng sẽ thêm cho nó một cái dấu phẩy ạ. Đó. Như này. Là nó đã so sánh được một cái vấn đề gì ạ? Là cái phép so sánh 7 và 8 đây đúng không? Đây thầy sửa lại dấu để cho nó đồng đều nhé. Tí nữa chúng ta sẽ link nào. Lên giọng đi con. Bạn nào vừa vào thêm nhé. Em là thầy. Chào em. Buổi trước đi vắng à? Vừa trước về nhà đã xem video chưa? Ok. Sau khi các em tạo được cái hàm như này nhá, function này, tên hàm này, tên hàm do các em có thể tự đặt, thế cho nên là thầy sẽ đặt nó trong cái ngoặc vuông như này, biểu thị có nghĩa là cái giá trị nhá, hoặc là cái tên hàm này các em có thể thay đổi tùy theo cái mục đích các em sử dụng nhá. Được chưa? Và cặp dấu ngoặc đơn này không thể thiếu nhé, không thể thiếu đấy. Bên trong này, này các em truyền cho nó hai giá trị, hai cái giá trị này, hai cái biến này. Thì ở bên dưới khi các em tạo được xong rồi thì các em cũng sẽ truyền cho nó hai cái giá trị. Đó, chúng ta thấy ở đây có một giá trị A này, một giá trị B này. A và B đây cũng các em cũng có thể tự quy định nhé, các em sẽ tự quy định. Có thể ở đây là C hoặc D. Ở đây họ có thể là biến 1 hoặc biến 2 chứ không nhất thiết là cứ phải A B nhá. Đấy. Nhưng khi các em gọi này, các em tạo được xong cái hàm rồi này. Các em gọi hàm thì các em phải viết đúng tên hàm nhá. Kể cả chữ hoa hay chữ thường các em cũng phải viết đúng đúng từng chữ. Được chưa? Và các em sẽ để ý này, cái hàm đấy nó có bao nhiêu biến
Ví dụ ở đây có hai biến thì các em sẽ truyền cho nó từng ấy giá trị, từng ấy giá trị vào đấy. Thầy cứ giảng như vậy thôi nhé, nhưng còn giảng đúng thuật ngữ thì nó sẽ làm tham số và đây là đối số truyền vào đấy. Nhưng mà chúng ta cứ tạm hiểu là chúng ta cần truyền giá trị cho nó đó, và hai cái giá trị này ấy, nó sẽ cách nhau bởi một dấu phẩy nhá, được chưa? Thầy sẽ đi vào, thầy tạo cho các em một cái hàm để chúng ta so sánh nhỏ hơn nhé, so sánh nhỏ hơn. Bây giờ chúng ta sẽ sử dụng cú pháp là function này. Đây là nhỏ hơn đấy, nhỏ hơn được chưa? Trong này thầy so sánh hai số, vậy nên thầy sẽ truyền cho nó là a và b đấy, hoặc là các em có thể là c vậy, d bình thường nhé, các em đặt là cái gì cũng được. Nhưng mà nhớ là vào bên trong này rồi ấy, thì tên biến các em đặt như thế nào thì các em phải gọi đúng như thế ra để các em sử dụng, được chưa? Chúng ta kết hợp với vòng if nhé, chúng ta kết hợp với vòng if gen nhé. Rồi điều kiện ở đây, điều kiện là gì ạ? If mà a đấy, thầy đặt là biến a nhé, thì thầy phải gọi đúng cái thằng a vào, được chưa? Ở đây là a thì ở đây thầy cũng phải gọi a vào để thầy so sánh, đúng không? Nếu mà a nhỏ hơn b đấy, b ở đâu, b chính là đây này đấy, đây chưa? Nếu mà b a nhỏ hơn b nào, thì bây giờ chúng ta print ra là a đó, nhỏ hơn b đấy. Nhưng mà bây giờ thầy lại có một yêu cầu nữa, đấy là các em sẽ không in ra là ký tự a và ký tự b nữa, mà các em bây giờ các em muốn, các em phải in ra cái giá trị của a và b. Giá trị, các em còn nhớ cái nối giá trị không nhỉ? Còn cái nối, nhớ cái nối giá trị và chuỗi không nhỉ? Không nhớ thì tập trung vào đây nhá. Các em biết rồi, chúng ta nếu muốn in ra số, in ra giá trị thì chúng ta cứ viết nó vào thôi, đúng không? Cứ viết nó vào thôi. Nối, nối thì sao? Sử dụng dấu hai chấm nhé. Rồi, ký tự nhỏ hơn, cách đều ra để cho nó đẹp. Nối, nối tiếp b. Rồi, nào, bây giờ thầy sẽ chỉ để cái thằng 6 và 7 này thôi nhé. Bây giờ này, b thằng này lên trước, b thằng này lên trước. Sáu bảy, nếu thầy muốn so sánh 6 và 7 thì thầy bây giờ thầy chỉ cần gọi cái tên hàm như cái thằng nốt này này. Bây giờ thầy gọi tên hàm và thầy truyền cho nó giá trị là 6 và 7 vào, được chưa? Khi thầy phải cho nhỏ lên vào. Đó, đây nó gợi ý luôn cho các em này, a và b đấy, có nghĩa là tôi bây giờ tôi cần hai cái số a, đúng không? A thì là 6. Sao lại là string nhỉ? Sao lại là string? Rồi cứ chạy đi. Đó. Các em thấy này. Thế nếu mà đúng là, quay sang script nhé, cứ hiện cái thằng model lên nhá, hiện cái thằng toolbox mà lên khó chịu thật. Rồi nếu bây giờ này, các em để ý nhá, dòng script thứ hai đây, đây chính là dòng script thứ hai, được chưa? Dòng script thứ hai này,
À 6 hơn 7, 6 nhỏ hơn 7. 6 nhỏ hơn 7 thì nghiễm nhiên là đúng rồi đúng không? Các bạn nhớ để ý nhá, nếu mà nó báo thời gian còn bao nhiêu phút đấy thì nếu mà bị out ra thì các em sau khi bị out ra thì các em cứ đăng nhập lại cái Zoom này là được nhá. Thế nhắc thì các bạn nhớ lại một lần nữa. Nếu mà bị out ra thì các em cứ đăng nhập lại cái Zoom này là được. Rồi nếu mà chúng ta so sánh 6 7 thì tất nhiên là 6 nhỏ hơn 7 rồi. Thì nó sẽ chạy vào cái print A lớn hơn B cho các em đúng không ạ? À chỗ này phải sửa lại chứ. A nhỏ hơn B. Stop lại đi. A nhỏ hơn B. Sorry các em nhé. Thầy lúc nãy thầy không để ý. 6 nhỏ hơn 7 rồi. À, thì nó đúng rồi đúng không? Nó đúng thì nó mới chạy vào vòng gen ở đây. Đó, nó đúng rồi nó mới chạy vào vòng gen ở đây. Là nó print ra cho các em là A nhỏ hơn B. Rồi. Nhưng ở đây thầy lại không sử dụng cái gì ạ? Không sử dụng là thầy sử dụng cái biến đấy luôn hoặc là thầy sử dụng cái một cái local A hoặc B để so sánh đúng không? Mà thầy sẽ tạo ra một cái hàm. Đấy, hàm đấy tên là nhỏ hơn. Và cần gì ạ? Cần hai cái biến truyền vào để chúng ta so sánh nó. Đó. Vậy nếu A nhỏ hơn B thì đúng không? Câu lệnh giống như thế này. Nhưng thay vì bây giờ là 6 7 thì chúng ta sẽ sử dụng luôn cái biến ở đây này. Là A sử dụng luôn cái biến ở đây là B. Đấy. Các em thay vào. Và các em sẽ viết cái câu lệnh mà các em muốn thực hiện khi điều kiện thỏa mãn hay là khi điều kiện so sánh này nó đúng. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là khi mà A nhỏ hơn B thì nó sẽ chạy vào cái đoạn code này của các em. Trong này nó có thể có rất 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 nhiều đoạn code, tổ hợp các đoạn code. Đấy. Thì cái function hay cái hàm sinh ra là để giải quyết những cái vấn đề đấy, là khi mà gọi đến nó thì nó sẽ thực hiện tất cả tổng hợp cái bộ câu lệnh này. Đấy. Rồi. Sau khi tạo được xong cái hàm nhỏ hơn rồi thì chúng ta sẽ gọi đến hàm nhỏ hơn. Ở đây, đây. Tên hàm và tên hàm này. Đấy. Hàm nhỏ hơn, nhỏ hơn. Nếu bây giờ nhá. Nếu bây giờ ạ. Bây giờ chỗ này thầy viết là chữ H viết hoa. Đấy thì chỗ này lập tức nó báo sai cho các em luôn đúng không? Nó bảo là không biết cái biến toàn cục nhỏ hơn là gì. Đấy. Không biết cái biến toàn cục nhỏ hơn là gì. Bởi vì chữ H chúng ta viết hoa mà, bây giờ chúng ta sửa chữ H thành viết hoa. Đấy. Nó sẽ ra luôn. Không lỗi gì nữa nhá. Thế cho nên là các em nhớ các em đặt tên nó như thế nào ấy thì các em viết xuống dưới phải viết đúng. Kể cả chữ hoa hay chữ thường phải viết đúng nhá. Thì chúng ta mới gọi đến được. Rồi. Sau khi gọi được đến nó rồi thì chúng ta cần truyền biến cho nó. Truyền giá trị của biến cho nó. Đấy, thầy sẽ truyền về là 6 7. Rồi. Bây giờ thầy so sánh một cái nữa. Nhỏ hơn 7 và 8. Nhỏ hơn 8,9. Đấy. Như vậy là thầy so sánh, thầy thực hiện ba cái phép so sánh. Mà thầy mất có mấy dòng nhỉ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Thầy mất 9 dòng. Đấy là chúng ta cộng cả thêm cái này nhá. Đây, chúng ta cộng cả thêm cái này vào đây đi. Chúng ta nó không biết luôn. À đúng rồi, chúng ta không đặt. Như vậy chúng ta sẽ đặt cho nó một cái local A nhé. Local A bằng 6 đi. Local B bằng 7. Chỗ này em thay A B. Rồi. Đấy thì lúc này nó mới hiểu AB là cái gì. Được chưa? Như vậy nhá, nếu bây giờ thầy thực hiện cái này, thầy thực hiện như thế này mà b ngược lại đây đấy thì thầy lại phải đặt thêm biến này
và đặt, đặt thêm biến. Đó, rất là mệt mỏi đúng không? Mà nếu mà không đặt biến như thế này ấy, thì nó còn không in ra được cái gì ạ? Không in ra được 6 nhỏ hơn 7 này, có nghĩa là nó không in được ra cái giá trị chúng ta so sánh ấy. Ra cái output này này. Mà buộc chúng ta phải đặt biến. Chúng ta phải bật đặt biến thì chúng ta mới sử dụng cái nối chuỗi này được, đúng không? Chúng ta mới sử dụng cái nối chuỗi này được. Đó. Thế thì thứ nhất là hàm giúp các em giải quyết được nhiều vấn đề hơn. Hàm giúp các em sử dụng lại được nhiều lần. Đấy. Như chỗ này chúng ta sử dụng lại được 3 lần rồi. 3 lần mà chúng ta thực hiện 3 phép so sánh khác nhau. Đấy, thực hiện 3 phép so sánh khác nhau, 6 và 7 này, 7 và 8 và 8 và 9. Nhưng ở đây nhá, nhưng ở cái hàm bình thường các em à, nhưng ở cái câu lệnh bình thường này các em không đặt nó vào trong hàm ấy. Đấy, các em không đặt nó vào trong hàm thì các em sẽ mất rất nhiều thời gian. Ví dụ như bây giờ thầy có một cái phép tính so sánh giữa 7 và 8 nữa, thầy lại phải đặt một cái biến mới, đúng không? Đó, thầy đặt một cái biến mới xong ở đây sẽ không phải là if a nhỏ hơn b nữa mà sẽ là if c nhỏ hơn d. Copy nha, copy ra đây. Xong rồi thầy sẽ sửa chỗ này là c c nhỏ hơn d. Đấy. Xong rồi lúc này là gì ạ? C nhỏ hơn d. Lại sửa chỗ này là d c. Đấy, các em thấy mất rất nhiều thời gian và mất rất nhiều dòng code đúng không? Đây 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. 12 dòng code mà mới được có mấy phép so sánh ạ? Mới được có 2 phép so sánh đúng không? 2 phép so sánh để nó in ra cái kết quả mà như chúng ta mong muốn này, a nhỏ hơn b và in ra cái giá trị. Cái giá trị của phép so sánh. Chúng ta còn 10 phút nữa nhá. Nếu các em bị out ra thì các em cứ vào lại nhá. Vào lại cái room này là được. Đó. Thế em nghỉ sớm về nhà em có việc ạ. Ok ok. Nhớ về xem video. Em thầy. Thì các em sẽ thấy là mất hai mất điện 4 này. Điện phải. Ừ, là chung nhiều mình vừa nãy này. Còn vân mạng là thôi là nhưng mà anh vẫn nói được, có nghĩa là vẫn có mạng, có nghĩa là không có điện, không biết chị. 12. 12 dòng mà mới được có 2 phép so sánh. Mà ở đây chúng ta có tận 3 phép so sánh mà chúng ta mới sử dụng có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dòng code. Đấy. Các em thấy là nó cái thứ nhất là nó sử dụng lại được nhiều lần, các em chỉ cần xây dựng một lần và các em sử dụng lại được nhiều lần này. Cái thứ hai là gì ạ? Nó giải quyết được một cái tổ hợp lệnh rất linh hoạt, đúng không? Rất linh hoạt. Cái thứ ba nữa là nó tiết kiệm thời gian để các em code, đúng không? Bây giờ các em muốn xây dựng một cái bộ tổ hợp code mà chúng ta chỉ cần là điều kiện đúng là chúng ta sẽ chạy cái đó. Thì các em cứ quy hết nó về hàm nhé. Quy hết nó về hàm và chúng ta quy hết nó về hàm và chúng ta xây dựng hàm và sử dụng thôi. Đó. Chứ còn bây giờ mà các em cứ code như bình thường này, đây, mất rất nhiều thời gian đúng không? Thế nên là chúng ta hiểu được cái ý nghĩa của cái hàm này. Đấy. Tiên là giải quyết nhiều vấn đề tổ hợp này, sử dụng lại nhiều lần này. Để thêm cái thứ ba đấy là tiết kiệm. Thời gian lập trình đúng không? Tiết kiệm cho em thời gian lập trình. Tiết kiệm thời gian lập trình cho các em. Đó.
Bây giờ thầy sẽ có một cái ví dụ này nhé, để buổi sau các em học nhé. Chúng ta có một cái ví dụ như này. Chúng ta có một cái ví dụ về hàm nhé. Đấy là chúng ta sẽ có một cái đoạn code, đấy là khi mà thầy chạm vào cái thảm hay là cái khối hình tròn dẹt dẹt, khối hình tròn dẹt dẹt này này, khối này này, thì nó sẽ đấy đấy, khi nhân vật của thầy mới chạm vào đấy là nó sẽ nảy ra đấy. Đấy, thấy không, mới chạm vào cái nó nảy ra luôn. Mới chạm vào là nó nảy ra ấy. Thì các em hoặc là chúng ta không cho nó nảy ra nữa, hoặc là chúng ta cho nó nảy ra xong chúng ta lại cho nó đổi màu ngẫu nhiên, đúng không? Cho đổi màu ngẫu nhiên. Các em thấy màu nó đổi bao chưa? Đấy, đổi màu này, màu nhạt hơn này, màu sáng này, màu đen luôn này. Ta sẽ cho nó đỏ dần, được chưa? Đấy. Đấy. Cho đỏ dần. Từ cái việc là nó đỏ nhạt này. Đấy, đỏ tươi hơn một tí này. Đấy, đỏ tươi hơn hẳn này. Được chưa? Chuyển về màu đen. Đỏ. Đỏ hơn, đỏ hơn, đỏ hơn. Đấy. Rồi các em sẽ tự nghĩ ra cái role play. Các em sẽ tự nghĩ ra cái role play để các em làm cái sự kiện đấy. Mà trong đấy này, thầy có sử dụng function này. Được chưa? Đấy, thầy có sử dụng function này. Thầy có sử dụng if else này, if then này. Đấy, thầy có sử dụng if then. Đúng không ạ? Thầy có sử dụng if then để so sánh. Rồi. Buổi sau chúng ta sẽ học chi tiết về cái đó nhé, về cái thằng code này, code mà chúng ta phát hiện cái sự kiện chạm, chúng ta phát hiện cái sự kiện chạm của nhân vật. Rồi, đó là toàn bộ cái ứng dụng này. Thầy nói qua là cái ứng dụng này. À, cái gì ạ? Ứng dụng, cú pháp, cách triển khai. Ứng dụng của nó thì đây, đúng không? Cú pháp nó thì đây, cách triển khai nó đây. Đó.
Đơn giản là khi triển khai nó thì em gọi đến nó và em truyền cho nó cái tham số nếu nó cần, nếu nó cần nhé. Còn nếu ở đây ấy, mà nó không cần tham số gì ấy thì các em không cần truyền. Đây là một cái ví dụ. Để tạo một cái function mới, function em đặt tên là gì nhỉ? Các đặt tên là in ra thôi. Đấy. Không cần biến gì trong này cả. Mà các em chỉ cần print hello các bạn. Mình tên là đấy. Rất vui. Bây giờ em muốn nó in ra thì em chỉ cần đơn giản gọi cái in ra thôi. Rồi, cái tên ham đấy các em đặt kiểu gì cũng được nhá. Thầy sẽ đặt là put. Đấy, thì các em thấy là nếu mà tên ở trên này mà nó là output thì cái in ra này chương trình nó sẽ không hiểu là in ra là cái gì, đúng không? Nó sẽ báo cho em gạch chân này, và khi các em trỏ chuột vào này nó sẽ hiện lên là unknown global in ra, có nghĩa là không hiểu cái biến toàn cục in ra này là gì. Chúng ta chuẩn bị out nhá. Các bạn xong thì các bạn cứ kết nối lại với cái room này nhá. Ta còn khoảng 15 phút cuối để thầy sẽ xem các bạn. Hoặc là chúng ta out luôn đi. Chúng ta out luôn đi để thầy bắt đầu cái room mới. Em trả về lần 3. Ok em. Quá mệt mỏi với Zoom. Mệt không? Quá mệt Zoom. Quá mệt mỏi, thật là quá mệt mỏi Zoom. Quá mệt mỏi. Ta lại cho 40 phút. Chúng ta hết tài khoản unlimited rồi. Chúng ta chỉ còn tài khoản 40 phút thôi. Nên là các em sẽ bị đá ra khỏi lớp học tầm 1-2 lần gì đấy. Chắc là lần thứ 3. Ừ. Đấy. Em lần này lần thứ 5. Năm mà em mất kết nối à? Thì em được em có biết đâu thầy. Chúng ta chỉ còn cái tài khoản 40 phút, thế nên là à, một tiếng rưỡi là chúng ta, một tiếng rưỡi là bao nhiêu phút nhỉ các bạn? Một tiếng rưỡi là bao nhiêu phút? 90 đúng không? Mà chúng ta chỉ có tài khoản 40 phút. Vậy thì ít nhất là chúng ta cũng sẽ bị out ra khỏi phòng học mấy lần? Mấy lần nhỉ? 4 lần à? 2 lần. Mỗi tài khoản 4 lần này. Sao lại 4 lần? À, khoan em tính nhầm. Chúng ta ít nhất chúng ta sẽ bị out khỏi cái lớp học khoảng 2 lần. Nào các bạn vào đủ như là vẫn thiếu một bạn nữa. Sao vẫn thiếu một bạn nữa rồi? Thiếu một bạn, thiếu một anh nữa là anh đấy, anh vừa xin nghỉ vì nhà có việc ạ. Anh nữa, một anh nữa, một anh nữa thì room của chúng ta là 17 người mà. Tính cả thầy nữa là 17 người. Nhưng mà đây khi bạn ấy thoát thì còn 16, nhưng mà đây mới có 15. Thôi chúng ta bắt đầu đi. Thì là bạn ấy vào thầu, bạn ấy có thể xem video. Hình như bạn ấy tưởng là out ra hết học của thầy. Ờ, cũng có thể. Đây nhá, các em khi các em đặt tên là output rồi này thì nó sẽ không hiểu được cái hàm in ra là hàm nào, đúng không? Thế cho nên là nhớ nhá, nhớ là khi đặt tên hàm như nào ấy, đúng chưa?
phải bê tên hàm chuẩn như thế xuống nhá, kể cả từng dấu chấm, dấu phẩy hay là chữ cái viết hoa, viết thường, nó đều sẽ so sánh nhá, nó đều sẽ so sánh và nó đi tìm đấy, tìm, mà nó không tìm thấy thì có nghĩa là nó sẽ báo cái lỗi này như chúng ta này, à không hiểu cái in cái biến toàn cục là in ra là cái gì này. Đấy. Bây giờ chúng ta muốn gọi đúng thì chúng ta phải gọi là output, được chưa? Đấy, gọi đúng cái tên hàm này. Đấy, hai cái tên hàm này giống nhau thì chúng ta mới sử dụng được. Nào, bây giờ các em nhìn thấy này. Đây là một cái hàm mà chúng ta không cần truyền cái gì, nó cũng có thể in ra. Còn đây là cái hàm mà nó có hai tham số. Hai tham số, tức là hai cái biến A và B. Thì làm sao ạ? À, xóa hết cái này nhé. Thì làm sao? Thì chúng ta khi chúng ta gọi nó, chúng ta phải truyền vào cho nó. Truyền vào cho nó cái giá trị của A và B nhé. Giá trị của A và B. Cách nhau bởi dấu phẩy. Cách nhau bởi dấu phẩy đấy chưa? Rồi, chạy này. Đấy. Như vậy là... Như vậy là gì ạ? Chúng ta thực hiện 3 cái lần hàm này, nó sẽ tương ứng với 4 5 này. 4 5 này. 4 5. Đấy, em thấy 4 5 chưa? Nó gọi lại cái dòng script 4 và script 5 3 lần này, được chưa? Nó gọi lại cái dòng script 4, script 5 3 lần này, đấy. Được chưa? Nó chỉ sử dụng hai cái thằng này thôi, nhưng mà nó sử dụng tới mấy lần? 3 lần. Như vậy là đảm bảo được cái yếu tố là gì? Sử dụng lại được nhiều lần, được chưa? Tiết kiệm thời gian. Thì các em thấy đây có mấy dòng ạ? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cộng với 3 cái dòng chúng ta gọi nữa là 9 dòng. Như vậy 9 dòng mà chúng ta so sánh được những 3 những 3 lần, những 3 phép tính khác nhau. Đấy. Như vậy là chúng ta đã tiết kiệm được cái thời gian so với cái việc là chúng ta đi so sánh từng cái phép tính, à 6 nhỏ hơn 7, 7 nhỏ hơn 8, 8 có nhỏ hơn 9 hay không? Đúng không? Như cách ban đầu, như cái đoạn vừa nãy thầy xóa đi ấy. Hay là giải quyết được một hay nhiều tổ hợp câu lệnh, đúng không? Đấy, đây chính là tổ hợp câu lệnh. Nó vừa in ra A nhỏ hơn B này, nó vừa in ra gì? À, giá trị của A cộng với cái dấu nhỏ hơn cộng với giá trị của B, đúng không? Thế thì khi chúng ta gọi đến, chúng ta phải truyền vào, truyền vào giá trị. Bởi vì trên này nó có tham số thì chúng ta phải truyền vào giá trị. Nhưng cái hàm output này nó lại không có tham số gì cả, nó trống trơn à. Trống trơn. Trong cái ngoặc đơn nó trống trơn. Thì khi gọi các em cũng sẽ gọi nó thẳng ra và không cần truyền một cái gì cả. Như này, chưa? Không cần truyền một cái gì cả. Đấy. Đấy, có truyền cái gì đâu, không truyền cái gì, gọi nó vẫn ra, đúng không? Gọi nó vẫn ra. Thế như vậy chúng ta nhớ lại cú pháp nhé. Nhớ cú pháp function này, tên hàm này, một cặp gì? Một cặp dấu ngoặc đơn. Và bên trong dấu ngoặc đơn đấy chúng ta có thể xây dựng là có biến hoặc là không có biến, đúng không? Hay là có tham số hoặc không có tham số. Không có tham số thì sẽ như cái hàm output này này. Đấy. Không cần tham số gì cả. Đấy. Và các em cũng không dùng được biến gì nhé. Các em không dùng được biến gì đâu nhé. Được chưa? Nếu có chăng ấy, thì các em sẽ đặt cái biến local ở bên ngoài thôi. Sorry. Chúng ta phải stop cái code chúng ta lại. Stop cái chương trình chúng ta lại. Nếu mà có chăng ấy, thì các em sẽ sử dụng được cái biến ở bên ngoài thôi. Đấy. Cái biến ở bên ngoài thôi. Chứ không phải là cái biến mà chúng ta truyền vào cho nó. Mà là một cái biến cố định. Được chưa? Nếu mà cái hàm không tham số. Chứ không về nhà thấy nó in ra được lại bảo là rõ ràng cái này không có tham số mà nó vẫn sử dụng được giá trị của biến đây. Nhưng nhá, nó không phải là cái giá trị mà các em truyền vào, các em có thể thay đổi như này. Mà các em phải thay đổi cứng có nghĩa là thay đổi ở đây ạ. Thay đổi cứng ở đây nhá. Các em phải thay đổi cái giá trị của 10 này thì nó mới in ra cái giá trị theo
theo cái giá trị của em đặt ở dòng 18. Được chưa? Vậy chốt lại. Các em cần nhớ nhớ cú pháp, nhớ cách triển khai và nhớ gì ạ? Nhớ cái tác dụng, ứng dụng của nó là gì? Giải quyết một hay nhiều tổ hợp câu lệnh này. Cái thứ hai là sử dụng lại được nhiều lần đấy. Cách thứ ba là tiết kiệm thời gian để chúng ta lập trình nó gõ. Chưa? Chúng ta sẽ tiết kiệm được thời gian. Rồi về nhà các bạn sẽ triển khai cái code này cho thầy nhé. Triển khai xây dựng cái ham này. Xây dựng cái ham này. Ham có tham số, ham không cần tham số. Như này. Chờ. Các bạn nào không hiểu chỗ nào không nhỉ? Các bạn bây giờ các bạn có thể hỏi rồi. Bạn đã không có mic có thể chat lên. Không ạ. Không ạ. Thế không ạ thì về nhà phải xem lại video thật kỹ để hiểu bài xong rồi làm lại nhá. Và cái bài luyện gõ của chúng ta hôm nay là level 3 state 7 nhớ chưa? Level 3 state 7. Về các em tự luyện cái bài này nhá. Em làm hết hoàn thành. Em làm hết hoàn thành rồi. Thế thì em càng em làm hết hoàn thành rồi thì em làm nhiều hơn, được chưa? Em cũng hoàn thành rồi thầy ạ. Nhiều hơn. Ok. Em sợ lờ luôn rồi. Hả? À em đến S với cả N rồi á. Vâng. Nghĩa là xong mốt luôn đấy thầy. À thế thì các em dành nhiều thời gian hơn để em luyện thôi. Em luyện đi luyện lại các cái state của nó là được. Phúc có theo kịp không Phúc ơi? Phúc đâu nhỉ? Có. Bạn bạn Đỗ Phúc theo được không? Theo kịp được không? Theo kịp được bài này không? Có. Nhớ về xem kỹ lại video nhá. Bạn Quang Phúc có theo kịp bài này không? Bạn Bảo Ngọc có hỏi gì không? Lớp chúng ta có mỗi một bạn nữ, bạn Bảo Ngọc. Đâu ạ? Không ạ. Ok, nhớ làm bài tập đầy đủ nhá. Bạn. Thế sao con thấy giọng của chị khác thế vậy? Đăng Huy em có theo kịp bài này không? Em có muốn hỏi chỗ nào nữa không? Có. Ơi, Duy An, hỏi gì ạ? Em hỏi gì đâu ạ? Bảo em có theo kịp. À, ok. Vậy về nhà các bạn sẽ luyện gõ và sẽ làm cái bài hàm này cho thầy nhá. Xây dựng một cái hàm này, gọi đến nó này. Đấy, xây dựng một cái hàm truyền cho nó tham số này. Được chưa? Chúng ta sắp chạm đến cái game cuối khóa rồi. Nếu các em học xong được phần hàm này, các em làm nhiều với phần hàm này thì chúng ta sẽ làm sớm cái game cuối khóa của chúng ta. Dùng được model không thầy? Không dùng model, chúng ta không cần dùng đến model. Model bởi vì nhá, model hôm trước bạn nào nhỉ? Buổi trước thầy dạy bạn cái kia thì bạn ấy kéo những cái model vào. Đây thầy kéo cho em xem một vài cái model nhá. Bây giờ nó sẽ bị kiểu hỏng game ấy. Ừ đúng rồi. Với cả là nếu mà thầy bấm vào cái Minecraft Diamond này, nó sẽ bấm, nếu mà thầy bấm một cái chỗ ok thì sao của thầy nó không làm gì nhỉ? Thầy ơi, của em nó làm như này này thầy. Chờ một tí. Làm cái gì?
Đây này của em làm như này. Nó làm như này. Đây, nó làm như này. Là sao? Ý là nó sẽ cho thêm, nó sẽ thêm vào cái tủ, nó sẽ thêm vào cái đồ của mình như này. Ừ đúng rồi. Nó sẽ thêm vào cái đồ của mình. Thế là có hỏng game không hả? À một số cái nhá, một số cái nó sẽ hỏng game đấy, một số cái nó sẽ hỏng game đấy. Các em cứ kéo đây nhá, như cái này. Khi các em kéo vào này, nó không báo một cái lỗi gì ở chỗ output này nhá, nó không báo một cái lỗi gì ở chỗ output này. Thì có nghĩa là em kéo cái này vào cũng được. Được chưa? Em kéo này vào cũng không sao cả. Thế nhưng nhá, có những cái hôm trước các bạn lại kéo những cái đầy, ví dụ nhá, thầy kéo xe vào này. Nhìn thấy không? Nó không tải được cái sound data của nó này. Nó không tải được cái sound data nhá. Thì khi chương trình mà gặp bất cứ một cái lỗi gì ấy thì nó đều sẽ dừng chương trình của em lại. Đấy. Kể cả cái code này của em có đúng, cái code mà em vừa xây dựng ấy nó có đúng hay không ấy, nó đúng đi chăng nữa ấy, thì khi mà em có một cái vật phẩm mà nó đang bị lỗi như này ấy, nó bị lỗi như này ấy, thì cái chương trình của chúng ta nó cũng sẽ dừng lại. Đấy, nó sẽ dừng lại, nó gây ảnh hưởng đến cái việc các em xây dựng cái luật cho chơi, hiểu chưa? Đây, gặp lỗi rồi thì chơi cái gì nữa. Kể cả đây là chỉ là cái sound data, có nghĩa là cái dữ liệu âm thanh thôi. Cái dữ liệu âm thanh thôi. Nhưng mà nó cũng gây ảnh hưởng đến game, đấy là game em gặp lỗi thì game của em sẽ dừng lại. Đó, game của em sẽ dừng lại. Đó, vậy thôi. Các bạn cứ kéo những cái khối hình nào vào mà nó bị đỏ đỏ như này ấy, thì chắc chắn là các em sẽ gặp lỗi thôi. Các em sẽ gặp lỗi. Các em có xây game kiểu gì thì các em cũng cũng sẽ bị lỗi game. Đấy. Thế cho nên là thầy mới dành cho chúng ta rất nhiều thời gian để các bạn học những cái buổi đầu mà các bạn tự xây nhà bằng các cái công cụ mà họ sẵn có đấy, bằng các khối hình mà họ sẵn có đấy. Đấy. Chúng ta tự xây nhà trước đi đã. Chúng ta cứ tự xây cái nhà của chúng ta trước đi đã. Bởi vì nhá, họ tạo ra cái ô tô này thì họ cũng phải làm gì? Họ cũng phải sử dụng những cái tool này, những cái công cụ này để người ta thiết kế thôi mà. Nó cũng từ các khối hình nó thiết kế lên thôi mà. Thế thì các em cứ học thiết kế bằng cái việc là các em cứ tự xây dựng cái nhà của em, cứ tự em tự xây cây của các em. Hoặc như là thầy sẽ chỉ cho các em là những cái khối hình nào chúng ta có thể sử dụng được để chúng ta tạo game khi kéo vào nó không bị lỗi. Bởi vì cái game nông trại của thầy, thầy cũng sử dụng một cái à, hai cái. Một là cái quả táo, hai là cái cây. Đấy, hai cái đấy thì nó không lỗi. Và nó tiết kiệm thời gian các em ngồi thiết kế. Nhưng mà phải là cái vật phẩm không lỗi nhá. Bây giờ mà các em ném một cái vật phẩm lỗi vào thì như cái ô tô vừa nãy ấy. Như ô tô này này. Chứ các bạn thêm một đống vào. Đấy, các bạn thêm một đống vào. Xong rồi nó lỗi tùm lum lên, sao các bạn hỏi là tại sao em code như này mà game nó lại không chạy, hay em code giống cú pháp, em xây dựng giống cú pháp mà nó lại cứ báo lỗi. À, bởi vì là các em kéo những cái khối hình mà người ta thiết kế rồi ấy, mà nó vẫn còn lỗi, những cái lỗi vặt như này ấy. Thì vào thì chương trình của em nó sẽ bị kết thúc ở những cái lỗi này thôi đó, và nó không chạy được những cái lệnh mà chúng ta đã xây dựng thì thì các bạn cứ nghĩ đấy là code sai, hoặc là các bạn cứ nghĩ là code đấy nó không chạy, hiểu chưa? Nhưng mà thực chất là các bạn đang thêm rất nhiều cái khối hình mà nó bị lỗi vào game của các bạn thì nó sẽ gây hỏng game, thế thôi, hiểu chưa? Rồi nhá, chúng ta có thể kết thúc buổi học hôm nay ở đây. Các em về thao tác với cả hàm. Hàm ở đây là hàm có tham số và hàm không tham số nhá. Và chúng ta luyện gõ cái state. Level 3 state 7.
Bạn nào luyện rồi thì các bạn cứ bạn nào luyện qua bài này rồi thì các bạn cứ tiếp tục luyện thêm những cái bài tiếp theo thôi nhá. Được chưa nào? Chúng ta có thể kết thúc lớp ở đây nhá. Em chào thầy ạ. Ok, Chào chào thầy các em. ạ. Em chào thầy. Em chào thầy ạ. Chào các em. Bye Em chào bye. thầy ạ. Em chào thầy ạ. Thầy rồi em.